Bạn có biết ngôn ngữ Z mà các nhà tâm linh thường được hỏi nhất là gì không? Nó có thể dự đoán tương lai hay giải để giải đáp những bí ẩn? Đều không phải. Họ gặp phải nhiều nhất chính là xin bùa yêu. Ngày nay con người càng hy vọng bản thân có thể khống chế được tình yêu, thông qua những nghi thức đơn giản có thể tìm được một nửa của mình. Vì để nghiên cứu bùa yêu có thật sự tồn tại hay không, tổ sản xuất đã tìm đến một người phụ nữ từng hạ bùa yêu, đồng thời cũng tìm một người bình thường chưa bị yểm bùa bao giờ. Kết quả khiến chúng tôi phải cảm thán rằng ở Nga đâu đâu cũng là nhà tâm linh. Bà đã từng yểm bùa. Đúng vậy. Vậy còn bạn bè hay người thân của bà? Họ cũng biết điều đó. Tôi cũng từng yểm bùa yêu, nhưng kết quả thì không tốt lắm. Một tuần trôi qua nhanh như chớp, tổ sản xuất đã tìm được 6 người phụ nữ đến thử thách. Nhìn 6 người phụ nữ trên màn hình, bạn cho rằng ai đã từng yểm bùa người khác? Tổ sản xuất đặt tấm ảnh của một người đàn ông vào trong phong bì màu đen, nói rằng người đàn ông này đã bị mê hoặc. Các nhà tâm linh có thật sự tìm ra được sự thật bùa yêu tồn tại hay không? Người xuất hiện đầu tiên là bà già Kawa. Kawa, không biết bà có tin vào lời nguyền không? Đương nhiên, bà đã từng yểm bùa ai chưa? Chưa, tôi chưa từng làm điều đó, tôi chỉ phá giải chúng. Chúng đe dọa đến con người sao? Tại sao lại phải phá giải chúng? Tôi rất không thích thứ đó, không thích lời nguyền. Bởi vì bản thân lời nguyền là một sức mạnh chi phối ý chí người khác. Sau khi hạ lời nguyền, người bị nguyền rủa sẽ phải chịu trừng phạt. Đúng vậy, Kawa đốt một ngọn nến lên, rồi bắt đầu đi đến chỗ 6 người phụ nữ. Sau khi đi hết một vòng, lời bà ta nói ra khiến người ta phải sởn gai ốc. Tôi có thể xem phong thứ không? Tôi nhìn thấy một người trẻ tuổi, bởi vì anh ta đứng sau lưng cô ấy. Phải là anh ta không? Là đứng sau lưng ai? Sau lưng cô gái này. Đây, người thứ hai, người mặc chiếc váy hồng sao? Sau lưng cô ấy có một người đàn ông. Đúng vậy, người đàn ông như thế nào? Đó là linh hồn của một người đàn ông. Tôi có thể đưa ra đáp án. Bà đã lựa chọn chắc chắn rồi hả? Đúng vậy, là cô gái này. Cô gái đó cũng đã thừa nhận, vào 9 năm trước vì không muốn bạn trai thay lòng đổi dạ, cho nên đã yểm bùa yêu lên người anh ta. Cô đã dùng cách gì? Dùng máu. Đúng vậy, máu kinh phải không? Đúng thế. Cô đã trộn vào trong rượu vang anh ta đã uống nó sao? Đúng thế. Thật đáng sợ. Nhưng kết quả đằng sau còn đáng sợ hơn. Thì ra người bạn trai vốn dịu dàng đột nhiên thay đổi thành một người bạo lực. Anh ta bắt đầu uống rượu đánh đập cô gái. 2 năm sau cô vì không chịu được bạo hành nên quyết định chia tay. Điều khiến mọi người không ngờ đã xảy ra. Sau khi cô rời đi không lâu, người đàn ông đó đã bị người khác dùng dao đâm chết. Điều này khiến mọi người ở đó thấy rất bất ngờ. Nhà tâm linh tiếp theo là Tatiana. Tatiana nói rằng cô cần sức mạnh của đàn ông để hoàn thành thử thách. MC chính là mục tiêu của cô. Anh có thể cởi áo sơ mi ra không? Cởi hết sao? Không. Chỉ cần cởi cúc áo phía trên. Chỉ cần phía trên thôi. Ok, mở thêm một cúc nữa đi. Đừng nhìn vào mắt tôi có được không? Ok. Tatiana cầm chiếc khăn đi ngang qua 6 người phụ nữ, cho đến khi đến trước cô gái mặc váy hồng thì dừng lại vài giây. Có thể, câu hỏi của tôi sẽ hơi kỳ lạ. Cô đã dùng máu kinh để làm bùa sao? Đúng vậy. Cô đã yểm bùa người trẻ tuổi đó, đó là người thân của cô sao? Đúng vậy. Tôi không còn gì để nói nữa. Có thể xác nhận một chút được không? Có thể nói rằng đó là anh ta là người thân của cô. Nói cách khác, cô đã dùng máu kinh để làm bùa yêu rồi yểm lên người thân của mình. Anh ta là người như thế nào? Là anh họ tôi. Nhưng chi tiết đáng sợ ngày càng được tiết lộ. Vào lúc cô hạ lời nguyền, cũng đã mở ra cánh cửa tử thần. Những người đàn ông tiếp xúc với cô đều chết hết. Đúng thế. Là thật sao? Có người bị giết, có người bị tai nạn xe. Người mà tôi yểm bùa là bị người khác giết. Người thứ hai thì treo cổ. Điều này thì về mãi sau tôi mới biết. Lúc đó tôi và anh ta đã chấm dứt rồi. Tổng cộng có 3 người sao? Đúng thế. Người thứ ba thì bị xe đâm chết. Ý là những người ở cùng cô đều đã chết hết rồi sao? Vâng. Nhưng họ không ngờ rằng lời nói của Tatiana khiến họ thấy vô cùng thất vọng. Cần phải phá giải lời nguyền, nhưng tôi không thể giúp được cô. Bởi vì người đàn ông bị cô yểm bùa đã chết rồi. Nếu như anh ta còn sống thì có thể lời nguyền sẽ được phá giải.
Người cuối cùng là Julie, liệu rằng cô có trở thành niềm hy vọng của chúng ta không? Chưa từng yểm bùa bao giờ. Không, anh nghĩ tôi có cần không? Tôi không phục vụ cho con người. Đi đến trước mặt mỗi người phụ nữ, cô hình như đã nhìn thấy mọi thứ. Cô có 3 đứa con. Đã từng có. Đã từng là có ý gì? Một đứa chết rồi. Cái gì? Đứa trẻ mới chỉ 7 tháng tuổi, vừa sinh ra đã chết rồi, đúng vậy. Vô cùng thương xót. Không phải cô ấy. Cô tại sao lúc nào cũng cãi nhau với bố mình vậy? Tai của tôi bị bịt kín, trong đầu đều là âm thanh của cô ấy. Tôi hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Nước mắt đột nhiên rơi sống. Tôi không biết tại sao. Cô chưa từng yểm bùa ai cả. Người phụ nữ đó là ai? Người phụ nữ tóc trắng ấy. Người phụ nữ đó là ai? Em bà ấy là gì của cô? Cô cảm thấy rất có lỗi với bà ấy. Vâng. Cô nhận được một lá thư. Cô biết Riga không? Biết. Là ở đó. Đúng thế. Cái gì đúng? Tôi bây giờ rất khó chịu, có cần nước không? Cô sẽ không ngã xuống đó chứ? Cần nước không? Không cần. Cô nhận được lá thư như thế nào? Tôi không thể nói. Mãi sau người phụ nữ cũng thừa nhận, người phụ nữ tóc trắng đó là mẹ của cô. Cô cảm thấy rất ân hận vì sự ra đi của mẹ. Khi cô ấy nói người phụ nữ tóc trắng là tôi đã hiểu rằng cô ấy nói đến mẹ tôi. Tôi và chị gái muốn đưa bà đến viện dưỡng lão, nhưng bà ấy không chịu nổi lên đã qua đời. Về sau người phụ nữ quyết định đến Riga. Đây là cô trong bức ảnh được chụp bằng điện thoại. Vô tình họ phát hiện ra một điểm bất ngờ. Sau khi xem cẩn thận, cô nhìn thấy mặt của người thân. Thật không tin được, da gà cả tôi đều nổi hết lên rồi này. Đôi mắt, mũi, môi, đó chính là người nhà của cô ấy. Cô trong bức ảnh này đang đeo khăn đầu sao? Đó là ở Riga sao? Lúc này người phụ nữ nói rằng khuôn mặt của mẹ cô xuất hiện trong bức ảnh là một tín hiệu. Chỉ là lúc đó cô không hiểu gì cả. Bà ấy không hề trách cô, bà ấy không trách tôi. Không hề, bà ấy đã tha thứ cho cô rồi. Cảm ơn họ có thể cảm nhận được bản thân được yêu thương. Tôi hoàn toàn tin tưởng cô. Julie quan sát người phụ nữ tiếp theo rất lâu. Trong nội tâm của cô có một lỗ hổng màu đen. Lỗ hổng ký ức. Cô muốn nhớ lại điều gì? Lỗ hổng, từ này quả thật miêu tả rất chính xác. Tôi không biết nói như thế nào. Không biết giải thích ra sao. Một năm trước, cô ấy và bạn lái xe ra ngoài, nhưng đến khi tỉnh lại thì đã nằm trong ICU. Toàn thân cô đều băng kín mít, mất đi trí nhớ. Hoàn toàn không nhớ một thứ gì. Bệnh mất trí, ký ức không phải sẽ nhớ lại hay sao? Cô có đột nhiên nhớ tới gì đó không? Mọi người đều không ngờ rằng Julie lại là một nhà tâm linh lợi hại như vậy. Cô gái tiếp theo là người mà Kawa đã nói về lời nguyền. Tôi nhìn thấy một căn nhà cũ, màu xám. Julie còn nhìn thấy cả những thứ khác. Cô đang đứng bên cạnh một cái cây, trong tay còn cầm một quả táo đỏ. Cánh cửa nhỏ, chiếc hộp màu xanh lam. Hòm thư, không đúng. Cô cần bàn giặt để làm gì? Giặt quần áo bằng tay sao? Đã có chuyện gì xảy ra? Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết cô đã làm gì. Nhưng Julie nhìn thấy một căn nhà cũ và một vườn nuôi chim. Tôi thật sự rất bất ngờ. Quả thật có những thứ đó, nhưng cái hòm thư mới thật sự khiến tôi thấy sợ hãi. Bởi vì tất cả mọi người đều xếp hòm thư rất gọn gàng, nhưng của nhà tôi thì đã bị phá hỏng. Julie không chỉ nhìn xuyên không gian, đồng thời cô còn xuyên qua cả thời gian. Vào ngày lễ, cô đang chúc mừng cái gì? Mọi người hình như đang chúc mừng sinh nhật cô. Có bức tường xi măng, có âm nhạc. Còn gì nữa, cô lúc đó vẫn là đứa trẻ. Cô cùng một người đàn ông đi dạo trên phố. Đi từ căn nhà cũ đó ra. Anh ta đã làm gì cô? Anh ta bắt nạt cô sao? Vâng, tại sao cô không nói với người khác? Tại sao không báo cảnh sát? Vì tôi sợ. Julie nói rằng cô nhìn thấy bi kịch xuất hiện ở người phụ này. Đó không phải là sự phản tác dụng mà bù yêu đem lại. Bởi vì người bình thường không thể làm đến mức này. Cho dù đã uống máu kinh, máu đầu ngón tay hay là máu mũi thì cũng không thể. Mà là vì đối tượng mà người phụ nữ tìm đều là người có tiền án. Hơn nữa còn ham mê rượu chè. Cái chết chỉ là điều tất yếu mà họ phải nhận. Muốn mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, cần người phụ nữ phải thay đổi những suy nghĩ lạc hậu của chính bản thân, phá vỡ bức tường của quá khứ, thì bản thân mới có thể tìm được hạnh phúc thật sự.